Trân trọng kính chào quý tổ con yêu dấu của Chúa trong hội thánh. Cảm ơn Chúa, trong tuần lễ vừa qua, Chúa đã chăm sóc, gìn giữ hội thánh của Chúa được bình an trong ơn lành của Ngài. Dẫu giữa vòng các con dân của Chúa, có những con dân của Chúa gặp nhiều khó khăn, đau yếu, phải nằm trên giường bệnh. Nhưng trong thánh ý tốt lành của Chúa, chúng ta biết rằng Chúa luôn tể trị, Ngài luôn yêu thương và ban ơn trên mỗi chúng ta. Do đó chúng ta vẫn có thể bởi đức tin cứ tiếp tục dâng lên Chúa lời tạ ơn, vì Đức Chúa Trời khiến mọi sự hiệp lại để làm ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Và tôi tin rằng quý ông bà anh chị em con dân yêu dấu của Chúa trong hội thánh ở đây luôn được bình an, thỏa vui trong ơn lành của Ngài. Và nhất là chúng ta là những người được Chúa yêu thương cứu chuộc, chúng ta được tự do mọi bề đến gần ngôi ơn phước để thờ phượng Chúa. Và sáng nay chúng ta đến đền thánh của Chúa, dâng lên Chúa lời ca tiếng hát để chúc tôn danh thánh của Ngài. Và chúng ta cũng có cơ hội để góp phần trong sự dâng hiến, tài chính để ghi dựng và phát triển công việc nhà của Chúa tại đây. Và chúng ta cũng có cơ hội quý báu được học hỏi lời hằng sống của Chúa để nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình. Hầu qua đó, mỗi ngày chúng ta được lớn lên trong đời sống tâm linh, sống một đời sống kết quả để làm vinh hiển danh thánh của Ngài. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta đang học chủ đề về Hội Thánh. Hai tuần trước đây, thì tôi đã công bố sứ điệp của Chúa cho Hội Thánh với đề tài đó là Hội Thánh. Tôi đã định nghĩa Hội Thánh là gì, rồi cũng cho quý ông bà anh chị em biết căn nguyên của Hội Thánh đến từ đâu. Rồi tôi cũng trình bày cho Hội Thánh về các biểu tượng về Hội Thánh. Tôi tin rằng quý ông bà anh chị em con dân của Chúa ai nấy đều nhớ lấy lời của Chúa. Và xoay quanh chủ đề về Hội Thánh, sáng Chủ nhật hôm nay thì chúng ta sẽ học lời Chúa với đề tài là quyền năng của Hội Thánh. Và căn cứ trên lời Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 13 đến 20 mà chúng ta vừa đọc, và câu gốc ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18, lời Chúa Giê-xu phán với Simon Phi-e-rơ. Ngài đã phán rằng: ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, và các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Và tôi muốn chúng ta đọc thêm một câu nữa. Chúa cũng phán tiếp với Simon Phi-e-rơ như thế này: ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Đấy là lời Chúa phán cùng Simon Phi-e-rơ. Và tôi đã phân tách cho quý ông bà anh chị em trong bài giảng hai tuần trước đây rồi. Ở đây Chúa phán rằng ngươi là Phi-e-rơ. Thật sự thì chúng ta biết rằng Phi-e-rơ là tên mà Chúa đặt cho Simon, con của Giô-na, khi Chúa kêu gọi ông theo Ngài. Và cái chữ Phi-e-rơ đó, nó có nghĩa là đá, và trong tiếng Hy Lạp đó là Petros, có nghĩa là một viên đá nhỏ lẻ. Chúa phán rằng, còn ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Ở đây cái chữ đá sau đó là Petra, có nghĩa là một vần đá. Ở đây Chúa, Ngài lập hội thánh của Chúa trên chính mình Ngài. Ngài là nền tảng của hội thánh. Và qua lời tuyên xưng của sứ đồ Phi-e-rơ, Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống, thì Chúa phán rằng còn ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh trên đá này.
Tức là Phi-rơ là một viên đá xây dựng trên vần đá, và vần đá đó chính là lời tuyên xưng mà Chúa Giê-xu đã nhận từ nơi lời tuyên xưng của Phi-rơ. Chúa là Đấng Christ, còn Đức Chúa Trời hằng sống. Vì vậy cho nên chúng ta có thể hiểu rõ điều đó, và tôi đã trình bày trong bài giảng 2 tuần trước đây rồi. Và trong buổi sáng hôm nay, tôi muốn nói đến một điều mà chúng ta, con dân của Chúa, cần học tập khi chúng ta học về cái chủ đề về Hội Thánh, với đề tài là quyền năng của Hội Thánh. Để chúng ta biết rằng Hội Thánh mà Đức Chúa Trời đã thiết lập bởi sự chết và sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Hội Thánh đó có quyền năng. Chúng ta thường có khuynh hướng nghĩ rằng Hội Thánh không có quyền năng bao nhiêu, nhưng mà Hội Thánh có quyền năng. Và trong một thời gian thì chúng ta sẽ thấy Hội Thánh là một thể chế có quyền năng nhiều nhất trên quả địa cầu này. Hội Thánh của Đức Chúa Trời vượt quá mọi giới hạn các nước, các thứ tiếng, các quốc tịch, và hành động dưới ngọn cờ của thập tự giá. Và có thể nói rằng Hội Thánh là đạo quân tấn công của Đức Chúa Trời đang bước điều để chinh phục thế gian cho Đức Chúa Giêsu Christ và vào ngày tận thế. Chúng ta thấy Hội Thánh đắc thắng kẻ thù nghịch và giày đạp kẻ thù nghịch ở dưới chân của mình. Như trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 24-25, Sứ đồ Phao-lô đã viết như thế này: kế đó cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị, mọi thế lực, vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình. Đây là điều chúng ta thấy Hội Thánh có quyền năng nhiều nhất ở trên quả địa cầu này. Và đến ngày cuối cùng, ngày Chúa Giê-xu tái lâm, thì chính Chúa sẽ là vua của các vua, Chúa của các chúa, và Hội Thánh đắc thắng, vinh hiển và cai trị thế giới này. Những kẻ thù nghịch phải bị chà đạp ở dưới chân, và Hội Thánh hoàn toàn đắc thắng. Đây là điều Kinh Thánh cho chúng ta biết. Quý ông bà, anh chị em, con dân yêu dấu của Chúa, trong Hội Thánh ai cũng thuộc mạng lệnh trọng đại của Chúa Giê-xu đã phán với các môn đồ trước khi Ngài thăng thiên. Ở trong Ma-thi-ơ chương 28 câu 18 cho đến 20, đây là đại mạng lệnh của Chúa truyền cho các sứ đồ, các môn đồ, cũng là đại mạng lệnh mà Chúa truyền cho chúng ta, các con dân của Chúa trong Hội Thánh ngày hôm nay. Chúa đã truyền như thế này: hết cả quyền phép ở trên trời dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Chúa Thánh Linh, mà làm pháp báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Chúa Giê-xu đã tuyên bố rằng hết thảy quyền bính ở trên trời dưới đất đã giao cho ta. Vậy thì quyền bính đó đã được ban cho chúng ta, ban cho Hội Thánh của Ngài. Và Chúa bảo các sứ đồ, các môn đồ của Chúa, cũng như cho mỗi một người trong chúng ta ngày hôm nay, là mỗi chúng ta phải ra đi để công bố phúc âm của Chúa, để môn đồ hóa muôn dân, đem họ vào trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Và ở đây chúng ta đọc trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18, Chúa Giê-xu đã phán rằng các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Cụm từ các cửa âm phủ chúng ta có thể hiểu và được giải thích như thế này: là các thế lực của sự chết. Các thế lực của sự chết không thể nào có thể thắng được Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã chết và Ngài đã sống lại. Bởi sự chết và sự sống lại của Chúa,
Ngài đã phá diệt kẻ cầm quyền của sự chết và âm phủ. Và Chúa Giêsu đã tuyên phán là ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Tức là lập hội thánh của Ngài trên chính sự chết và sự sống lại của Chúa. Và các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Các thế lực của sự chết không có thể nào chiến thắng trên hội thánh của Đức Chúa Trời. Hội thánh là sản nghiệp của Chúa, và Chúa đã khẳng định rằng các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Hội thánh sẽ không bị sự chết vây hãm mãi, và hội thánh của Đức Chúa Trời cứ còn qua mọi cuộc tấn công. Và điều này chúng ta có thể nhìn vào lịch sử của hội thánh. Từ khi hội thánh được thành lập, được khai sinh vào ngày lễ ngũ tuần, trong công vụ đoạn 2 chúng ta đọc, chúng ta thấy điều đó. Và trải qua dòng lịch sử, chúng ta thấy hội thánh đã bị những kẻ thù nghịch hay là các cửa âm phủ đã tấn công, các đế quốc, các quốc gia, những con người chống cự lại, họ quyết tâm để tiêu diệt hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta thấy rằng lời Chúa phán là các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Các đế quốc, như là chúng ta biết đế quốc Babylon, đế quốc Hy Lạp với Alexander đại đế oai hùng, rồi những Caesar của đế quốc La Mã, và nhiều nhiều nữa, chúng ta biết có rất là nhiều người, nhiều đế quốc họ đã tìm đủ mọi cách để tiêu diệt hội thánh. Nhưng mà hội thánh của Đức Chúa Trời được thành lập ở trên chính sự chết và sự sống lại của Ngài. Và Chúa Giêsu Ngài đã tuyên phán rằng các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Và chúng ta có thể thấy được điều đó qua dòng lịch sử của hội thánh. Các đế quốc đó đã qua đi rồi, ngày nay chỉ còn nhắc lại trong lịch sử mà thôi. Nhưng mà hội thánh vẫn còn. Và nhất là chúng ta thấy sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, chúng ta nghĩ rằng chắc là hội thánh sẽ không còn nữa. Nhưng mà chúng ta thấy hội thánh vẫn cứ tiếp tục tồn tại và phát triển, dù chúng ta thấy rằng các cửa âm phủ nổi lên để chống nghịch lại với hội thánh, nhưng mà hội thánh vẫn còn và cứ tiếp tục duy trì. Khi tôi đã dự kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Đà Nẵng, lúc ấy tôi đang là quản nhiệm hội thánh của Chúa tại chi hội Tô Hiến Thành. Vị giáo sĩ tham dự cái chương trình 100 năm này, ông nói rằng ông nghe hội thánh đã đóng cửa rồi, không còn sinh hoạt nữa, nhưng mà ông nghe hội thánh vẫn còn, và ông đã mong mỏi để được gặp tôi, và tại nơi phòng phiên dịch trong đại lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Đà Nẵng, ông hẹn tôi tại nơi đó và tôi đã đến gặp ông. Và ông nói rằng tôi mừng quá, bởi vì sau khi rời Việt Nam trở về nước, và tôi nghĩ rằng cánh cửa Tin Lành tại Việt Nam đã đóng rồi, và nhà thờ tôi Hiến Thành đã đóng cửa và không còn sinh hoạt nữa. Và tôi nói rằng thưa giáo sĩ, vẫn cứ tiếp tục sinh hoạt bình thường. Và tôi mời ông Chủ nhật sau kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam đến tại nhà thờ Tô Hiến Thành để giảng lời Chúa tại nơi đó. Đó là giáo sĩ Cleventon. Ông bà đã đến và ông vui mừng quá, bởi vì ông thấy hội thánh vẫn còn, nhà thờ vẫn còn, các con dân của Chúa vẫn tiếp tục sinh hoạt bình thường. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Và điều này không phải là chỉ một chi hội hay là những chi hội ít thôi, nhưng mà nhiều chi hội Chúa vẫn ban ơn cho. Bởi vì như tôi đã giải thích cho hội thánh không phải là nhà thờ. Nhà thờ là nơi hội thánh nhóm lại để thờ phượng Chúa. Hội thánh là những con dân của Chúa đã được biệt riêng ra khỏi thế gian này. Và dầu nhà thờ không còn, nhưng mà hội thánh vẫn còn. Vì hội thánh là những người đã được gọi ra khỏi thế giới này để trở nên một cộng đoàn trong Chúa,
để thờ phượng Đức Chúa Trời và cảm ơn Chúa, hội thánh vẫn được tồn tại. Dù các cửa âm phủ vẫn nổi lên để chống nghịch lại với hội thánh Đức Chúa Trời, nhưng hội thánh vẫn còn mãi. Và các cửa được thiết kế để làm gì? Khi nói đến cửa, thì cửa thiết được thiết kế để ngăn cản kẻ thù vào ở trong thành phố và làm tàn hại dân cư sống ở trong thành đó. Và Chúa đã phát biểu rằng kẻ thù ma quỷ cùng với đồng bọn của nó đang ở trong một cái thành phố được bảo vệ bằng cái cửa. Nhưng mà hội thánh tấn công và phá cái cửa đó. Chúng ta tấn công vào vương quốc của tối tăm và đắc thắng. Và trong Kinh Thánh có một cái cửa được bảo vệ, và một người của Chúa đã vác luôn cái cánh cửa đó. Và nếu quý ông bà anh chị em đọc Kinh Thánh, chúng ta nhớ cái câu chuyện ở trong các quan sát đoạn 16 câu 2 đến câu 3 đó, nói về câu chuyện một người mạnh mẽ, thần Chúa cảm động, một người Nazire của Đức Chúa Trời, tức là quan sát Samson. Samson ở tại thành phố Gaza của người Philippines. Và người ta đã thuật cho gần Gaza rằng Samson đã đến đây. Chúng bèn vây người và rình giữ trọn đêm tại cửa thành. Và cả đêm ấy chúng giữ yên lặng mà rằng lạng sáng chúng ta sẽ giết hắn. Samson cứ ngủ cho đến khuya, lối khuya người thức dậy, nắm hai cánh cửa thành và hai cây trụ, nhổ nó lên luôn với cây then và vác trên vai, đem lên chót núi đối ngang Hebron. Đây là việc mà chúng ta thấy Samson đã làm. Ông đã nắm lấy hai cánh cửa và hai cây trụ, nhổ nó luôn với cây then, vác lên vai mà đem nó lên chót núi đối ngang về Hebron. Và ý chính của câu chuyện này là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Là một người công bình Samson cắt đi sự bảo vệ nguy hiểm tối tăm bằng cách vác cái cánh cửa đi ra khỏi vách tường. Và Samson đã để lại cho thành phố của người Philippines rất dễ bị nguy hiểm. Điều chúng muốn nói ở đây đó là chúng ta thấy là thành phố của người Philippines, cái cửa của bảo vệ người Philippines đó đã bị nhổ lên và được đem đi. Và đó là điều rất là nguy hiểm cho thành phố của người Philippines. Đấy là điều Chúa Giêsu muốn nói trong cái lời Chúa phán các cửa âm phủ chẳng thắng được hồi đó. Khi đọc Thi Thiên thứ 2 câu 9, chúng ta sẽ thấy ghi như thế này: con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó, con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Và ngày nay Chúa cũng dùng chúng ta là hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng làm như thế. Và lời Chúa hứa với những người đắc thắng tại hội thánh Thyatira theo Khải Huyền chương 2 câu 26-27 như thế này: kẻ nào thắng và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền trị các nước. Kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ phá tan các nước như đồ gốm, khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi cha ta. Đó là lời Chúa Giêsu đã phán với hội thánh, với những người đắc thắng hội thánh của Chúa tại Thyatira. Ở đây chúng ta thấy chúng ta không phải là một cái hội thánh mà trong cái thế thủ, nhưng mà hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta phải ở trong cái thế tiến công. Và chúng ta có thể phá nát cái cửa âm phủ, đó là bởi sự truyền giảng tin lành. Chúng ta có thể đem những người khác đến với Chúa, và các cửa âm phủ không thể nào thắng được hội thánh, bởi vì hội thánh được thành lập ở trên chính nền tảng chắc chắn là vần đá của mọi thời đại. Và Chúa Giêsu là nền tảng của hội thánh, bởi sự chết và sự sống lại của Ngài đã phá diệt cả kèm quyền của sự chết và ma quỷ. Và quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta học Kinh Thánh thì chúng ta nhớ câu chuyện trong các quan sát đoạn thứ 7 đó. Quan sát Gideon, ông với một cái đạo quân rất là nhỏ thôi, tức là 300 người. 300 người trong đạo quân của Gideon, chúng ta thấy họ trang bị cái thứ vũ khí rất là lạ. Đó là gì?
đó là bình, đuốc để trong bình và kèn. Và với 300 cái quân ít ỏi này đã chiến thắng trên kẻ thù nghịch đông đảo của người Madian. Chúa truyền lệnh cho Gideon khi đến vây trại quân của dân Madian đó, thì họ phải đập vỡ bình, rồi lấy đuốc trong bình cầm ở trên, một tay cầm đuốc và tay tả cầm đuốc, tay hữu trầm kèn và thổi lên. Và khi họ đến vây đạo quân Madian, trong các quan sát đoạn thứ 7, chúng ta thấy với cái thứ vũ khí này, họ đã làm cho đạo quân của dân Madian bị tan vỡ. Họ hoảng sợ, họ nắm lấy gươm mà giết lẫn nhau, và chiến thắng đến trên dân Israel một cách kỳ diệu. Đuốc nói lên tin lành của Chúa, sự sáng của Chúa. Và bình nói về cái bản ngã phải được đập vỡ ra. Và kèn phải được thổi lên. Thổi kèn ở đây nói là việc truyền giảng tin lành. Và bởi sự truyền giảng tin lành, chúng ta sẽ vây hãm, tấn công, và các cửa âm phủ phải bị tan vỡ, bởi vì Chúa Giêsu chúng ta đã đắc thắng. Và chúng ta chiến đấu không phải để được đắc thắng, nhưng chúng ta chiến đấu do chiến thắng. Chúa đã đắc thắng thế gian này rồi, và bây giờ Ngài kêu gọi chúng ta là những người đã nhận biết Chúa, tin Chúa, đưa vào hội thánh. Và mỗi một người trong chúng ta phải chết đi cái bản ngã của mình, như đạo quân của Gideon đập vỡ bình. Bình vỡ ra thì đuốc trong bình mới được chiếu rọi. Rồi tay hữu cầm kèn thổi lên, tức là nói về việc truyền giảng tin lành. Và qua đó chúng ta có thể chiến thắng được các cửa của âm phủ. Và ngày nay đó là cái công tác trọng đại mà Chúa truyền cho chúng ta là các con dân của Chúa trong hội thánh. Chúa nói trong cái mạng lệnh của Ngài, hết cả quyền bính ở trên trời dưới đất đã giao cho ta. Và bây giờ mỗi một người trong chúng ta đi ra với cả quyền bính đó, chúng ta không còn phải sợ hãi gì nữa. Và điều quan trọng là mỗi một người trong chúng ta phải đập vỡ bình. Có nhiều người theo Chúa mà vẫn bản ngã mình cứ vẫn giữ, cho nên ánh sáng của tin lành không được chiếu rọi qua đời sống của người đó. Và người đó cũng không thổi kèn, tức là nó giảng tin lành để đưa người khác đến với Chúa. Và mong rằng quý con dân yêu dấu của Chúa tại đây, chúng ta sẽ thực hiện điều mà Chúa muốn nói cho chúng ta. Chúng ta đừng quên rằng chúng ta, hội thánh, sẽ chà nát đầu của ma quỷ. Bởi sự chết và sự sống lại của Chúa, Ngài đã chà nát đầu của con rắn, và hội thánh cũng sẽ chà nát đầu của ma quỷ. Như lời Chúa phán trong Roma chương 16 câu 20, Đức Chúa Trời bình an sẽ kiếp dài đạp quỷ Satan dưới chân anh em. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu ở cùng anh em. Sứ đồ Phaolô đã nói Đức Chúa Trời bình an sẽ kiếp dài đạp quỷ Satan dưới chân anh em. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta nhận thấy điều này. Câu chuyện về David và Goliath. Goliath thách thức đạo quân của Israel như thế này: mỗi đạo quân nên chọn một người vô địch, và người vô địch nào đắc thắng thì đạo quân nào ủng hộ người vô địch đó phải thành đạo quân đắc thắng. Đó là lời thách thức của người dền dàng Goliath. Chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta thấy điều đó. Và đây chính là việc Đức Chúa Giêsu đã làm. Ngài đã thách thức ma quỷ và đã đắc thắng nó. Do đó đạo quân của Chúa đã đắc thắng rồi. Đây là điều mà chúng ta thấy qua lời của Chúa. Chúa đã đắc thắng ma quỷ, và Ngài ban cho chúng ta, hội thánh của Ngài cũng đắc thắng ma quỷ. Và qua công tác truyền giảng tin lành, chúng ta có thể xông hãm đạo quân của kẻ thù nghịch. Và nếu một hội thánh mà không nỗ lực truyền giảng, hội thánh đó là một hội thánh chết. Hội thánh đó là một thánh ở trong thế phòng thủ, và cửa âm phủ sẽ nổi nghịch lại. Nhưng khi chúng ta nương cậy Chúa bởi đức tin, chúng ta tiến công vào, xông hãm vào
các cửa của âm phủ nó không thể nào đắc thắng được. Hội thánh dầu nó có hung dữ đến đâu, sức mạnh đến đâu, nhưng mà với quyền bính Chúa trao cho chính hội thánh thì chúng ta thấy hội thánh sẽ đắc thắng. Hội thánh bội đạo có thể thất bại, nhưng mà hội thánh nào chấp nhận chân lý về đức tin thì không bao giờ bị thất bại. Hội thánh Đức Chúa Trời hằng sống là hội thánh vô địch ở trên thế gian này, thưa quý ông bà anh chị em. Và rồi đây cuối cùng chúng ta sẽ học đề tài về cái chung cuộc của hội thánh, chúng ta thấy hội thánh sẽ đắc thắng như thế nào, điều đó sẽ được trình bày trong bài giảng trong những tuần kế tiếp. Và thưa quý ông bà anh chị em, những quyền lực của sự chết đều sẽ bị đánh bại, và chúng ta biết đến ngày cuối cùng là những quyền lực của sự chết đều sẽ bị đánh bại bởi sự cất lên của những tín hữu còn đang sống. Và những người sống lại, người đang sống được sống lại, và những người chết được sống lại, được cất lên ở trong Chúa. Và đến một lúc mà Chúa Giêsu chúng ta trở lại, Ngài sẽ đem hội thánh lên. Những người chết trong Chúa sẽ được sống lại, rồi những người sống được biến hóa, được cất lên không trung để gặp Chúa. Rồi từ đó chúng ta thấy hội thánh sẽ cùng với Đấng Christ đến thế gian này, rồi đồng trị với Chúa Cứu Thế Giêsu ở trên thế giới này, như lời Chúa đã cho chúng ta biết. Và lời Chúa cũng phán với sứ đồ Phi-e-rơ thế này: ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi, hễ điều gì mà ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Ở đây chúng ta hiểu như thế nào? Có phải là Chúa giao cái chìa khóa nước thiên đàng cho Phi-e-rơ để rồi ông tự ý muốn cho ai vào thì cho, không cho ai vào thì thôi, không được vào? Có phải như vậy không? Và có một giáo hội thì đã giải thích Chúa lập hội thánh của Chúa trên sứ đồ Phi-e-rơ hay là Phê-rô, và trao chìa khóa cho sứ đồ Phê-rô. Và điều này có đúng như vậy không? Thưa quý ông bà anh chị em, không phải như vậy. Chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy chữ chìa khóa, khi nói đến chìa khóa thì có nghĩa là luôn luôn có nghĩa là một thứ quyền lực rất là đặc biệt. Chẳng hạn như người Rabbi Do Thái họ có câu như thế này: chìa khóa của việc sinh đẻ, của mưa gió, của sự sống lại là thuộc về Đức Chúa Trời. Có nghĩa là chỉ một mình Đức Chúa Trời tạo ra sự sống, chỉ một mình Đức Chúa Trời đem mưa tới, chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể khiến kẻ chết sống lại. Và cái từ ngữ chìa khóa luôn luôn chỉ về một thứ quyền năng độc nhất vô nhị. Và theo cách dùng của Tân Ước thì cái chữ chìa khóa này chỉ về Chúa Giêsu. Chữ chìa khóa đều ở trong tay Ngài chứ không trong tay ai khác. Ở trong Khải Huyền chương thứ nhất câu 17-18, khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra với sứ đồ yêu dấu của Ngài là sứ đồ Giăng tại đảo Bác Mô, thì Chúa phục sinh đã phán như thế này: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời. Cầm cái gì, thưa quý ông bà anh em? Chìa khóa của sự chết và âm phủ. Chúa Giêsu đã chết và sống lại, và chính Ngài đã tuyên bố rằng Ngài là đấng cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Rồi trong Khải Huyền đoạn 3 câu 7 đó, thì lời Chúa cũng có ghi như thế này: ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của thánh Philadelphia rằng: này là lời phán của đấng chân thật, là đấng có chìa khóa của David: mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Chính Chúa Giêsu là đấng có cái chìa khóa đó. Vì vậy cho nên chúng ta thấy lời Chúa dạy ở đây, điều Chúa phán ở đây cho chúng ta biết rằng đây là cái quyền riêng thuộc về Đức Chúa Trời và con của Ngài, đấng nắm chìa khóa ở trong tay. Và điều Ngài phán với Phi-e-rơ thì ở đây chúng ta thấy Ngài cũng phán với các sứ đồ nữa, chứ không phải một mình Phi-e-rơ đâu.
Giáo hội Công giáo La Mã thì cho rằng đây là điều mà Chúa đã trao cái chìa khóa thiên đàng cho Phi-e-rơ, và họ cho rằng Phi-e-rơ là vị giáo hoàng đầu tiên, cho nên đó là người có cái thẩm quyền để cai trị ở trên giáo hội và có thể nói dùng cái chìa khóa để đóng hay là mở tùy ý. Đấy không phải điều đó. Bởi vì điều Chúa phán với sứ đồ Phi-e-rơ được chép ở trong Ma-thi-ơ chương 16 câu 19 á, thì đây là điều Chúa cũng phán với toàn thể các sứ đồ ở trong gian đoạn 20-23 đó. Khi Chúa chết và sống lại, Ngài hiện ra cho các sứ đồ, thì Chúa Giê-xu cũng đã phán rằng kẻ nào mà các ngươi tha tội cho thì sẽ được tha, còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại thì sẽ cầm cho kẻ đó. Ngài phán không phải chỉ cho sứ đồ Phi-e-rơ mà thôi, nhưng mà cho cả các sứ đồ khi Chúa chết sống lại như văn chương 20-23. Rồi chẳng những cho các sứ đồ, nhưng mà cho toàn thể các môn đồ nữa. Ở trong Ma-thi-ơ chương 18 câu 18 đó, Chúa Giê-xu cũng đã phán như thế này: quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà các ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời. Thế vì việc cầm hay là buộc ở đây mà Chúa nói, hay là mở ở đây, Chúa Giê-xu phán với Phi-e-rơ đó, nó có nghĩa thật là ý nghĩa gì? Ở đây Chúa Giê-xu muốn nói với Phi-e-rơ rằng trong những ngày sắp tới, ông sẽ là quản gia của nước trời. Và chúng ta thấy thật sự điều đó, ông cầm buộc đó không phải là tự ý muốn cho ai vào thiên đàng thì cho và không cho thì không vào được, nhưng mà bởi sự rao giảng tin lành với những nguyên tắc của phúc âm, đó là cầm buộc. Và khi chúng ta rao giảng tin lành là chúng ta mở hay là cầm buộc với những gì mà Kinh Thánh đã cho biết. Khi một người tin Chúa bởi sự rao truyền phúc âm của chúng ta, họ sẽ được vào thiên đàng. Và người nào khước từ ơn cứu rỗi của Chúa mà chúng ta công bố, họ sẽ bị chuốc lấy sự hình phạt nơi hỏa ngục. Và ở đây chúng ta thấy câu Chúa phán với Phi-e-rơ thật sự nó có nghĩa là như thế này: ông sẽ làm quản gia của nước trời. Và trong ngày lễ ngũ tuần, công vụ đoạn 2 câu 41, thì Phi-e-rơ là người quản gia của nước trời qua sự công bố phúc âm, qua việc giảng tin lành. Ông đã mở cửa thiên đàng để cho khoảng 3.000 người vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Rồi sứ đồ Phi-e-rơ cũng đã mở cửa cho Cọt-nây, viên đại đội trưởng ngoại bang, để cánh cửa nước trời mở rộng tiếp nhận thế giới ngoại bang rộng lớn trở vào trong hội thánh Đức Chúa Trời như công vụ đoạn 10 câu 1 đến 48. Rồi giáo hội nghị tại Jerusalem qua lời làm chứng của Phi-e-rơ đã mở toàn cái cánh cửa tin lành cho dân ngoại để bước vào trong hội thánh bởi sự tin nhận Chúa Giê-xu và được sự cứu rỗi. Đấy là lời mà Chúa Giê-xu phán với sứ đồ Phi-e-rơ: ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hồi đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi, hễ điều gì ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì ngươi mở dưới đất thì cũng được mở ở trên trời. Và lời này không phải chỉ cho Phi-e-rơ, cho luôn cả các sứ đồ, cho các môn đồ. Và lời Chúa Giê-xu phán ở đây cũng cho hội thánh của Đức Chúa Trời, là mỗi một người trong chúng ta là những cơ đốc nhân, là những người tin Chúa. Khi chúng ta công bố phúc âm cứu rỗi của Chúa, người nghe họ tiếp nhận thì là chúng ta mở nước thiên đàng để cho họ được vào. Và khi họ khước từ phúc âm mà chúng ta rao giảng, đó là họ phải chuốc lấy cái sự hình phạt, tức là buộc họ phải bị hư mất bởi vì họ đã khước từ phúc âm của Chúa. Vì vậy xin Chúa giúp đỡ cho tôi và quý ông bà anh chị em qua lời Chúa sáng hôm nay, để chúng ta thấy được hội thánh Đức Chúa Trời được thành lập ở trên đất này từ thế kỷ đầu tiên cho đến ngày hôm nay, suốt qua 21 thế kỷ. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thấy cái quyền năng của hội thánh,
Và quyền năng của Hội Thánh đó là cái phúc âm mà Chúa cho, và bởi Đức Thánh Linh chúng ta có thể công bố phúc âm, chinh phục, tấn công vào đồn lũy của Satan ma quỷ và chiến thắng nó, và các cửa của âm phủ chẳng thắng được hồi đó. Đây là điều Chúa Giêsu đã tuyên bố. Và kết lại là con dân của Chúa trong Hội Thánh, trong ngày Chúa đến, chúng ta sẽ được thừa hưởng vương quốc mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta từ khi sáng tạo thế giới, như lời Chúa phán trong Ma-thi-ơ 25:24: bây giờ vua sẽ phán cùng những kẻ bên hữu rằng, hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Và chúng ta hãy tưởng tượng rằng một ngày nào đó ở trước ngôi của Chúa, giữa muôn vàng thiên sứ thánh, triệu triệu các thánh đồ, tại nơi thiên đàng, chúng ta là những người đã trong hội thánh của Chúa được cứu chuộc, cất lên tại nơi ngôi của Chúa. Chúng ta sẽ đồng chung các thánh đồ cùng triệu triệu các thiên sứ thánh mà hát rằng: chiên con đã chịu giết được quyền phép, giàu có khôn ngoan năng lực, tôn quý vinh hiển và ngợi khen. Và ở trong Khải Huyền đoạn 5 câu 12-13: tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời dưới đất, bên dưới đất trên biển cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Nguyện xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta thấy được điều này, hầu mỗi con dân của Chúa ý thức được cái trách nhiệm của chúng ta trong việc công bố phúc âm, và chúng ta mở cửa thiên đàng để đưa nhiều người và bước vào trong hội thánh ngày hôm nay, để họ cũng sẽ cùng chung với chúng ta trong ngày Chúa đến để chúc tôn danh thánh của Chúa tại trước ngôi của Ngài và hưởng được phước hạnh đời đời mà Chúa ban cho những người tin thờ Chúa. Amen.